Chúng ta cùng bắt đầu với ví dụ số 1. Ví dụ 1 là cho tứ diện ABCD trên các đoạn thẳng AB, AC và BD lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho MN không song song với lại BC. Bài toán yêu cầu chúng ta là tìm giao tuyến của hai mặt phẳng BCD và MNP. Đó. Thì đầu tiên chúng ta cùng nhau vẽ cái hình ra nhé. Đấy. Để vẽ cái tứ diện ABCD hoặc là một cái chóp tam giác, đúng không nào? Thì đầu tiên ta sẽ vẽ như này, ta vẽ một cái đường ngang. Đó. Đứt mà ta nhìn được nhá. Nó có bốn mặt. A, B, C, D. Các mặt là A, ta thấy nó là ở bên bên trái của chúng ta, mặt A, C, D ở bên phải, còn mặt A, B, D là ở phía sau, còn mặt B, C, D là ở phía dưới, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta lấy các điểm này, M thuộc AB và N thuộc AC, sao cho MN không song song với BC. Ta lấy bất kỳ như này, lấy M như này, M đây, N đây, ví dụ N đây nhá, MN, MN sẽ xong với lại BC nhá, MN đây nó sẽ cắt được BC đây một chút, P đây, P nhá, em chú ý NP sẽ không nhìn được nhá. NP là bắt đầu N từ ở đỉnh ở từ bên ngoài. P là ở bên bên sau đúng không? Ở bên trong nhá. Thì mặt phẳng MNP của chúng ta như này. Đó. Mặt phẳng MNP là mặt phẳng không nhìn được. MP không nhìn được, NP không nhìn được nhá. Thế bây để tìm giao tuyến của hai mặt phẳng này thì đúng nguyên tắc là ta sẽ đi tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng nhá. Thì em nhìn thế này, ta sẽ xét các cạnh của nó đúng không? MNP thì có cạnh MN, NP và MP. Còn mặt phẳng BCD thì có BC, CD và BD. À ta nhìn thấy này, điểm P này, P thì đương nhiên thuộc MNP rồi. P lại thuộc cái BD, chưa? P thuộc BD thì P sẽ thuộc BCD nhá. À ta trình bày ở đây này. Ta có này, đầu tiên là ta có này. Ta có điểm P của chúng ta đó thuộc BD.